Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Trước khi vào tập 154 của bộ truyện Giải tập ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan hôm nay thì Khánh Duy muốn thông báo với các bạn một chút. Từ tập 155 hoặc là tập 156 thì bộ ngược về Minh Triều sẽ di chuyển lại sang kênh Chuyện Làng Ngọng để trả lại thời lượng cho kênh Audio Kiếm Hiệp. Mình xin thông báo để mọi người được biết. Và trước khi nghe chuyện thì các bạn hãy để lại một like, một share để ủng hộ cho Khánh Duy. Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng tiếp tục vào câu chuyện của ngày hôm nay. Ngược về Minh Triều, tập 154. tiếp theo phần trước lúc bấy giờ dương lăng dừng ngựa lại hồi lâu ở bên trong tiệm vắng vẻ trong lúc mơ hồ dường như thôi anh nhi mặc áo đen gọn gàng vẫn còn đang ngồi ở đấy nàng nhìn chăm chú sau đó lại rót chén rượu sau đó hắn thúc ngựa nhẹ nhàng đi đến mãi cho tới khi người dân đầu phố đều kinh ngạc đứng ở góc chỉ trỏ chỉ sao bàn tán dương lăng mới ảm đạm thở dài thúc ngựa mà quay lại tăng lữ đa tình tổn phạm hành nhập sơn hiệu khủng biệt khuynh thành thế gian ăn đắc xong toàn pháp bất phụ như lai bất phụ khanh cao tăng đắc đáo còn vô cùng phiền não ta sao câu chuyện gì như ý được đây hồng nương tử chúng ta binh đến tướng ăn gặp chiêu phá chiêu xem xem là nàng ma cao một thước hay là mẫu gia đạo cao một triệu đây khi dương năng chạy tới chu vương quán đúng lúc thấy một chiếc xe màu đen từ bên trong lao ra tất chân tươi cười đứng trong đình viện giống như vừa mới tiến khách vừa qua lại thấy dương năng liền dừng lại xe ngựa cùng hướng với dương lăng mơ hồ nghe thấy tiếng ho khan ở trong xe kiệu âm thanh còn rất trẻ dương lăng liền đi vào sân xuống ngựa tất chân đã bước lên tươi cười nghênh đón Ê, quốc công gia hôm nay đại tuyết ngài vẫn còn tới sao ừ, ngày mai là lần tuyển chọn cuối cùng rồi sau đó dẫn cung xin hoàng thượng và hoàng thế hậu đích thân xem xem hôm nay còn có thể không tới xem hay sao đã là lần chọn cuối cùng rồi định ra 21 người chứ ồ quốc công cứ không phải 21 mà là 22 người kia à Tất chân mỉm cười nói Là con trai của ngoại trưởng cố Hình tạng khố Tây thập khố Ảm đông thần Ảm đông thần là quan lại nhỏ Nhưng con trai của ông ta thì rất tốt 16 tuổi đã trúng cử nhân Là công danh cao nhất trong số 22 người này Những thiếu niên khác chỉ có hai người là tú tài <laughs> Vừa rồi chúng ta cũng đã xem rồi Con người cũng mi thanh mảy tú Nói chuyện cũng rất nhỏ nhã lễ phép kìa Ừm, Chính là chiếc xe ngựa vừa mới ra ngoài cửa đấy Dương Lăng nghe xong thì thấy vui mừng Cảm thấy trong lòng thoải mái không ít đối với ba huynh muội chu hậu chiếu tình cảm của dương lăng tuyệt đối không chỉ là quan hệ giữa vua và thần hắn coi chính đức như huynh đệ đối với hai tiểu công chúa đáng yêu này cũng xem như người thân đương nhiên là mong muốn vĩnh phúc thực sự có được mái nhà hạnh phúc đương kim công chúa tuổi nhỏ cho nên số tuổi của người phò mã này giới hạn cũng phải nhỏ hơn một chút 14 đến 16 tuổi trong số những thiếu niên như vậy muốn có công danh thực sự là quá khó nghe thấy hình dung của tất chân cậu bé này điều kiện thực sự rất tốt dương lăng quay đầu lại nhìn luyến tiếc mà nói đáng tiếc đáng tiếc nếu ta tới sớm hơn một bước thì có thể tận mắt thấy được rồi <laughs> hoàng thượng giao cho ngươi và ta trọng trách như vậy cũng phải làm thế nào để thái hậu hoàng thượng và công chúa đến hạ hài lòng mới được đúng vậy đúng vậy tất chân mỉm cười đưa dương lăng vào phòng vừa đi vừa nói chàng thiếu niên cử nhân trẻ tuổi này tức là ảm giá già giáo cố nhiên là tốt rồi tướng mạo cũng tuấn tú tài học xuất sắc nổi tiếng chúng ta thấy đã vừa ý rồi vốn muốn để y ra mắt nhìn một chút ngộ nhớ công gia hoặc hầu gia tới có thể tận mắt nhìn nhưng hiện giờ y đang có bệnh trong người ta sợ chỉ hoãn ngày mai lên tuyến liền để cho cha con y về trước rồi sao có bệnh ư bệnh gì vậy dương lăng bỗng dừng bước chợt nhớ lại vừa rồi trên xe kiệu đi qua thực sự đã nghe thấy tiếng ho tất chân liền nói hề hey, không có bệnh gì lớn người đọc sách mà cơ thể yếu ớt trở lạnh chút là bị cảm mạo ho hắng thôi trong nhà đang bốc thuốc điều trị rồi Họ vốn định trị xong bệnh mới tới Nhưng đây là ngày cuối cùng rồi Không còn cách nào khác phải tới báo danh trước kìa Ồ oh. Dương Lăng nghe nói chỉ là cảm cúm Lúc này mới yên tâm Phía Bắc Kinh Sư bốn mùa rõ ràng Thời tiết không rõ ràng khiến cho người ta dễ bị mắc bệnh Từ khi vào đông tới nay Kinh Sư Mới là đầu đại tuyết Những ngày này thời tiết khô giáo và lạnh Người cảm cúm không phải ít Họ như núi sụp đất lở Có người còn ho ra máu Ho tới mức đau cả bụng Dương phủ có ca văn tâm trên dưới trong nhà đương nhiên là không thể xuất hiện tình trạng này được. Trong phòng đều dùng giấm chua để hôn, mỗi người còn dùng cháo thuốc để ăn, bên ngoài cũng không có phúc khí này. Hôm nay trên điện văn hoa trình diễn võ hành, thiếu 12 người, một người thì đi ra ngoài làm việc, 11 người còn lại đều là bệnh mà nghỉ. Dương Lăng nói, ồ oh, cảm cúm thì không sao cả, chỉ cần điều kiện tốt là được rồi, thế nhưng y đã trị bệnh chưa? Nếu được chọn rồi thì phải đi gặp hoàng thượng mà lại vừa ho vừa chảy nước mũi thái hậu nhìn thấy sẽ có ấn tượng không tốt đâu e là sẽ bị không chúng tất chân chít chặt sắp ngân phiếu trong tay áo hắn cười vẫn là đại nhân nghi chú đáo mà những chuyện này chúng ta sẽ chú ý tế không có chuyện gì thì không cho y lộ diện lên đài đáp xong rồi thì cho y xuống ngay tại hạ đi dọn dẹp một chút đây không thể thất lễ được ừ tài liệu của y đều giữ lại cả chứ còn có 21 người khác nữa đều cho người cầm ra đây ta xem trước xem trong lòng phải có chút chuẩn bị À, vâng quốc công gia tất chân khoát tay vài tên sai dịch của chu vương quán liền mang đống hồ sơ tới tất chân cười nói những thứ này là tài liệu của người vào tuyển cuối cùng la lịch gia thế đều được ghi rất rõ ràng có bảo giáp lý chính ấn tay làm làm báo mỗi người còn vẽ một tấm chân dung đặt vào bên trong hồ sơ những người này à tất cả đều là ngũ quan đoàn chính gia thế thanh bạch cả có thể làm thơ văn đại nhân mời xem đặt lên trước tiên chính là tài liệu của chàng thiếu niên cử nhân ám dạ vừa mới rời đi công chúa vĩnh phúc cầm kỳ thi họa thơ tử ca phú đều thông thạo tìm một vị tướng công là người không có quan hệ tới thanh sắc hắn sớm muộn cũng sẽ trưởng thành nhưng nếu văn hóa của cả hai bên cách nhau quá xa vậy tương lai có tiếng nói chung mới là lạ tài học dù không phải là điều kiện quyết định lại là nền tảng cơ sở ảm dạ là một cử nhân duy nhất trong số những người ứng lệnh triệu tập dương lăng rất có hứng thú với y liền lấy lý lịch của ảm dạ tự viết nét mực vuông vắn chứ cũng rõ ràng không tầm thường Dương Lăng chính là học thư pháp, lấy ảm công tử, chữ viết thể kim, lòng dạ ngay thẳng, bay bổng phóng khoáng, giống như cỏ, không khỏi kêu lên một tiếng hay. Mở chân dung họa sĩ vẽ ra, quả như là một chàng thiếu niên mi thanh mục tú. Mặc dù nói bức vẽ của họa sĩ khi đấy ít nhiều cũng có chút xa lệch, không phải là tranh tả thực hoàn toàn, nhưng 8 chín phần nhìn chung cũng ổn, xem ra tướng mạo của chàng thanh niên này thực sự rất tốt. Trong lòng Dương Lăng hơi kích động, người khác vào tuyển còn chưa xem chỉ nhìn một cách đơn thuần thì điều kiện này rất tốt Tốt thế này không để ta nhìn một cái thì không được rồi Dương Lăng vui mừng gõ lên tấm chân dung thầm nói Trước phụ hồng nương tớ đã khiến ta thấy ai nái trong lòng Vĩnh phúc cười vĩnh phúc Dương Lăng ta không thể lại phụ khanh được Ba vị tuyển hôn sứ Ba vị phò mã sau khi được trúng tuyển tiến vào trong hoàng cung Kỳ thực ngay từ sáng sớm Ba vị hậu tuyển phò mã đã tới cung thành để chờ Ba người Dương Lăng từ nhà tới đều tụ hợp ở cửa đông cùng vào hoàng cung Dương Lăng có quyền cưỡi ngựa, ngồi kiệu trong cung, Thọ Ninh Hầu Trương Hạc Linh làm nội thích cũng có ân uy tương tự. Tuy tất chân cấp bậc kém hơn một chút, nhưng hai người không tiện quảng tất chân xuống tự mình cưỡi ngựa, vào cửa cung liền cùng ba vị chuẩn phó mã đi bộ vào. Sau đội ngũ còn có một chiếc kiệu nhỏ, bên trong là phu nhân của Dương Lăng Cao Văn Tâm, vợ chồng phu lễ có thể hưởng thụ sự ưu ái của chồng. Nàng đương nhiên cũng có thể ngồi kiệu vào cung. Vào cửa cung, sớm đó có bốn người phụ nữ, cung trang tóc mai mỏng, búi tóc thấp tới nghênh đón phúc thân thi lễ bái kiến uy quốc công gia miễn lễ dương lăng phất tay áo một cái đi tới bên kiệu đẩy màn kiệu ra dịu dàng lên tiếng bốn người hầu trong cung này sẽ dẫn nàng vào trong cung thái hoàng thế hậu bệnh trầm kha khó khỏi e là không dễ chữa trị đâu để nàng ra mặt cũng là tận tâm tận ý nếu không nắm chắc thì chưa có hứa lung tung cao văn tâm nhận miệng cười thản nhiên nói biết rồi lão gia Văn Tâm lại không phải lần đầu khám bệnh, biết nên nói cái gì mà. Dương Lăng gật đầu, buông giảm xuống, khoát khoát tay, bốn tướng quân đại hán liền đặt kiệu nhỏ xuống, rồi không người rút vào cửa cung. Tám tiểu hoàng môn chạy lên, khiêng kiệu, chiếc kiệu từ từ đi thẳng về phía hậu cung dưới sự dẫn dắt của bốn thị nữ. Trương Hạc Linh cười nói: "Bệnh của Thái hậu lần này quả thực là quá nặng, thái y trong cung bó tay không còn cách nào nữa rồi. Quốc công phu nhân y thuật thần thông, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho Thái hoàng Thái hậu." Dương Lăng cười nói à, Không dám không dám Chuyết Kinh là người phụ nữ mới 20 tuổi Học vấn chẩn đoán bệnh sao bằng được ngữ y trong cung được Ai nấy đều là hạnh lâm quốc thủ Dường mỗ cũng vì Thái Hoàng Thái Hậu Mà tận tâm tận ý mà thôi Trương Hạc Linh lắc đầu Cũng không hẳn là như vậy Trong cung thái y không phải là bất tài Chỉ là cái đám hạnh lâm quốc thủ này Ở trong chốn quan trường cũng lâu rồi Toàn bộ thành tinh cả rồi Cái gì mà tế thế cứu người Họ chỉ bệnh cho người ta thế nhưng yêu cầu quá đáng Không cầu công danh, đần đốn, Thà rằng bị người mắng làm tài nghệ không tinh Cũng không muốn làm chim đầu đàn Thái y thái Phải chính là cái thương hiệu và danh phận này Kiếm tiền thực sự đều là những cửa hiệu tư Của họ ở bên ngoài kia Trương Hạc Linh biết rõ những tin tức này trong cung Cho nên đương nhiên là rất có căn cứ Y nói xong bỗng nhớ ra một chuyện Liền ngóc tay về phía tất chân nói Ai tất công công Tất chân liền chạy tới thi lễ à, Quốc cứu gia có gì chỉ báo Trương Hạc Linh nói Hôm qua quốc công gia dặn ngươi sáng sớm Gọi hai thái y chỉ bệnh cho họ đảm kia Bệnh tình thế nào rồi Tất chân căn bản không hề tìm người Dương Lăng làm quan chủ tuyển Quốc cứu và tất chân là trợ thủ của hắn Một số sự vụ cụ thể tuyển hôn Hắn đều sắp xếp cho hai người này đi làm Quốc cứu là cậu hoàng thượng Lý lịch là dạn hơn so với gã Dương Lăng không tiện sai ông đi làm Hơn nữa tất chân là thái giám Trong cung đi lại thuận tiện liền dặn dò gã sáng sớm Chờ khi ba hầu chọn phò mã tới Dẫn hai vị thái y tới khám bệnh cho ảm dạ đáng tiếc dương lăng lại không hiểu lắm về quy củ ở trong cung còn cho rằng thái y nếu đảm nhận chức vụ trong cung lấy vòng lộc của triều đình đương nhiên phải sẵn sàng ra tay khám bệnh trị bệnh lại không biết tất chân dù chức quan thái giám không thấp cũng không thể quản được việc của thái y viện nếu mà người ta cũng được tiền phải trả gã lấy tiền đâu ra mà trả đây tất chân gật đầu khom lưng mà nói quốc à, cứu giá bệnh đã khám rồi không có trở ngại gì lớn cảm lạnh phong hàn nghỉ ngơi vài ngày là khỏi bốc chút thuốc thanh hóa nhuận phối tiêu đờm cho y rồi Chỉ là xuất cung mới tiện bốc thuốc thôi ba người lớn tiếng nói chuyện ba vị phò mã ứng tuyển lại cung kính trang nghiêm đi theo phía sau không dám cao giọng nói trong hoàng cung trang nghiêm tường đỏ ngói cao cao tới mấy trượng các thị vệ đứng ở đấy áo giáp đẹp đứng trang nghiêm không nói có mấy người thấy được cảnh này đây dương lăng và trương hạc linh là khách quen trong cung đã thấy quá nhiều đương nhiên cũng không có vấn đề gì cả vừa đi vừa nói chuyện ba vị chuẩn phò mã lại lần đầu tiên đi vào cung vừa thấy sự cung kính trang nghiêm như vậy chân cũng có vẻ nhẹ hơn đi rất nhiều dương lăng nghe nói xem qua bệnh liền yên tâm nhưng thấy cử chỉ của người kia chân phủ lên cố nén ho khan nhẫn nhịn khiến hai má ửng đỏ lên không khỏi nhíu mày nói với tất chân tất công công vị ảm công tử này bệnh tình vẫn chưa khỏi lát nữa đối đáp với hoàng thượng và thái hậu liệu có làm mất lễ nghi không đấy? tất chân cười nói Để quốc công gia cứ yên tâm y đã chuẩn bị canh thanh ho nhuận phổi rồi đã cho vào trong ngực chính là khi ở trên đường không tiện uống khi tới nơi uống hai ngụm là có thể tạm thời cắt được cơn ho không thể thất lễ trước mặt hoàng thượng được trương hạc linh vút cảm nói Ừm, um, quốc công không cần lo lắng lát nữa hoàng thượng và thái hậu bãi giá điện tình dương cung khôn ninh kỳ thực sau khi kiến giá họ sẽ lùi xuống rất xa tài liệu thăm dò trên giấy đều đã được viết rồi thái hậu và hoàng thượng hoàng hậu cũng chính là sau cùng muốn xem người thật thôi từ đó tìm ra người vừa ý nhất Sao có thể giống như người dân thường Xem mặt con rể còn gọi lên phía trước khỏi han được Liệu có được chọn hay không Cũng phải xem vận may Nếu được tuyển chọn thật sự Chính thức đính hôn sẽ còn phải 3 ngày Sau 3 ngày lại tới lễ thành thân Lại tới 3 tháng Cho dù y có được Thì ho gà cũng đã khỏi rồi Cung khôn ninh là tầm cung hoàng hậu Chính cung mẫu nghi thiên hạ Nơi của phụ nữ thiên hạ Cung vũ sắt vàng, áo ánh có 9 gian rộng Gian chính giữa có hai lò sưởi bên có diện mạo to lớn, hùng vĩ, đại khí thiên hành. Mọi người trước khi chưa tới cửa cửa điện, cung nữ thay giám hầu hạ đã vào cung truyền báo rồi. Không lâu sau, đại tông quản nội vụ phủ Mã Vĩnh Thành vội vàng ra nghênh đón, mỉm cười chắp tay nói: "Cung nghênh công gia hầu gia, tất công công, miễn lễ miễn lễ, ai da, ba vị mau mời vào trong đi, thái hậu và hoàng thượng sắp tới rồi kìa." Dương Lăng và Trương Hạc Linh gật đầu, dưới sự đồng hành của thị nữ, đi vào chính điện cung Khôn Ninh ba vị hầu tuyển phò mã được tiểu hoàng môn dẫn vào cửa trước tiên ở điện bên cạnh nghỉ ngơi chờ tuyên gọi tất chân chờ bọn họ đi xa rồi liền kéo mã vĩnh thành lại nói mã công công hôm nay tất cả đều nhờ vào ngày ảm ra vì làm phò mã này đã tiêu tốn lượng bạc lớn rồi chúng ta nhận tiền của người ta phải làm việc cho người ta chứ mã vĩnh thành cười hiếp cả mắt nói yên tâm lão mã ta làm việc còn không xong hay sao hoàng cung đại điện chúng ta là đại tổng quán nhận được sự đối đãi tốt của hoàng thượng và hoàng hậu họ hài lòng chúng ta nói chuyện không có phân lượng hay sao y thấp giọng rồi nói gần đây hoàng thượng không phải ngẫu nhiên cũng ở trong cung nghỉ ngơi hay sao chúng ta đối với hoàng hậu nương nương mà nói đó là chúng ta khổ khuyên hoàng thượng mới hồi tâm chuyển ý <laughs> hoàng hậu nương nương cảm kích với chúng ta kìa tất chân vừa nghe thấy thế liền cười ha hả công công anh minh thực sự là thủ đoạn tốt mà rồi ông ta nhìn trước ngó sau không thấy có người chú ý liền lấy trong tay áo ra một quyển ngân phiếu nhét vào trong tay mã vĩnh thành mã vĩnh thành liền cho tay vào trong áo nhéo nhéo hôm nay còn dài hơn hôm qua đưa tới mặt y bỗng thấy vui hơn vài phần y nhỏ giọng yên tâm đi hoàng thượng thái hậu và hoàng hậu nương nương cũng chính là muốn đích thân xem người sẽ không nói nhiều với họ gì đâu hoàng đế gả em gái không lo lắng ra cảnh của người ta cũng không được xuất thân thấp kém có gì đáng hỏi chính là xem vị phò mã này có thận mắt hay không có vừa ý hay không bên trong ta sẽ quan tâm hơn khi chờ hoàng thượng thái hậu muốn người giới thiệu ba vị hậu tuyển phò mã này nên nói như thế nào không cần ta phải dạy đi chứ tất chân hiểu ý mỉm cười chúng ta là kẻ phận hầu người há cũng không thể không biết được chính là biết cái gì nên nói cái gì không nên cái gì nói nhiều cái gì nói ít kìa cái gì nói ít trong lòng đều hiểu <laughs> mã công công yên tâm đi mà vĩnh thành cười ha hả nói tiểu tử này ta thấy cũng được đấy còn nhỏ tuổi là là cử nhân dáng vẻ mi thanh mày tú Bằng không người muốn dựa vào tại ăn nói mà muốn che mắt thái hậu và hoàng thượng cũng không nổi đâu. Thế nhưng đứa trẻ này có chút thời đáng tiếc, không đi thi công danh, tiêu lượng tiền lớn vào để làm phò mã làm cái gì chứ? Thân phận này nghe hay thì hay thật đấy, nó lại không tự tài. Hay, bám vào hoàng thân mưu đồ làm gì chứ? Mã công công là quý nhân, ngài thấy cũng đều là quý nhân cả. Phò mã ra trong mắt những người quý nhân này đương nhiên là sợ còn không kịp rồi. Thế nhưng người nghèo trong thiên hạ nhiều, đương kim hoàng thượng sủng ái công chúa vô cùng, Hoàng hậu nương nương chỉ chăm chăm ở phủ công chúa Hôm đó cũng trở về rồi Khiến cho La Công Công còn gặp xui xéo Đi làm đại sứ lạp xưởng hơn nửa năm kìa Hơn nữa ảm đông thần quan nhỏ không lớn Chỉ là sai sứ hương nha Như béo bở lắm ấy Dù là địa vị không cao Thấy ai cũng đều được khom lưng cả Nếu con trai mình được làm em rể của đương kim hoàng thượng Còn không đủ khí chất hay sao Sau này gặp ai cũng đều không phải Ăn nói khép nép nữa rồi Đó cũng là quốc thích rồi Địa vị quốc thích cao thấp không phải là phải xem hoàng thượng ở sai gần hay sao y thấp giọng nói tiếp à, công công hoàng thượng không chào đón quốc cữu ngài xem trương hầu ra bây giờ còn có uy phong của ngày xưa nữa không hoàng thượng sủng ái muội muội người em rẻ này không phải là phò mã bên cạnh hay sao mã vĩnh thành mỉm cười nói cũng đúng còn mẹ nó chứ đúng là tiền lại muốn có quyền có quyền lại muốn có danh ây già lòng người không đủ rắn nút voi thành rồi hề hey, người mau vào điện đi Chúng ta còn phải ở đây chờ Thái Hậu và Hoàng Hậu kia Anh à, Được 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 ta vào trước đây Mã Tổng Quán ngài vất vả rồi Tất chân vái chào rồi tiến vào điện Dương Lăng và Trương Hạc Linh sánh vai vào cung khôn ninh Hoàng Hậu cười đứng lên đón chào Người mặc chiếc áo màu vàng Đầu đội mũ quan dung nhan chỉnh tề Dương Lăng và Trương Hạc Linh liền bước lên phía trước Kéo áo bào quỷ gối Thần Dương Lăng Trương Hạc Linh bái kiến Hoàng Hậu nương nương Tiểu Hoàng Hậu đưa hai tay ra đỡ lên hai vị khanh gia mau đứng lên quốc công quốc cữu là chuyện chọn phò mã mà vất vả rồi vất vả rồi mau mau mời ngồi vị tiểu hoàng hậu này đang được hoàng thượng chính đức ẩn giấu hơn một năm rồi bây giờ đã được khai huyệt đường nhất tiên căn bản không có ý tranh giành chính cung với người lấy tính khí của chính đức nếu như thực sự muốn đường nhất tiên làm hậu dù là có phế bỏ người cũng không có thể có chuyện lập hoàng hậu thứ hai nhưng những điều này đều không có ngay cả nạp đường nhất tiên làm quý phi hai người cũng ở ngoài cung hành nghi lễ phu thê dân gian mà không vào cửa làm lễ với đế phi nàng và hoàng thượng ở bên nhau kết quả là biến cung khôn ninh thành lãnh cung từ lúc thành thân cũng không gặp hoàng thượng mấy lần thời gian trôi đi ngay cả chồng lớn thế nào cũng sắp không nhớ được nữa rồi bây giờ nàng mới xuân xanh 16 lẽ nào lại phải giữ cả đời sống cô quả còn bị các hậu phi khác thầm nhạo báng hay sao nàng thật ra là muốn học thái hậu độc sủng hậu cung tiếc là hoàng thượng chính đức giống như một con ngựa hoang cởi cương hoàng cung đại viện tổ chế quy củ đều không ràng buộc được người nàng dựa vào cái gì mà quản được hoàng đế đây hoàng đế chính đức đi như bay ra ngọ môn ôm lấy đường nhất tiên chỉ điểm chuyện của kim loan điện chuyển đi trên dưới hậu cung cũng không lạ lẫm gì vị hoàng đế này đều làm theo ý mình cả thích làm nhất chính là phá vỡ quy tắc người càng trói buộc chặt người càng chạy thật xa tiểu hoàng hậu từ nay về sau sẽ an phận hơn nhiều rồi bây giờ dường như hoàng đế chính đức có chút yêu thích nàng hơn khi vào cung ngẫu nhiên còn ở lại trong cung nói chuyện với nàng cũng có chút thỏa khí nhất hậu nhì phi mỗi tháng hầu như cũng có thể được hoàng thượng sủng ái vài lần khác với sự lạnh lùng trước đây vị tiểu hoàng hậu này cũng vui vẻ hơn hoàng hậu cũng nên có khí chất của hoàng hậu không những hoàng thượng không đắc tội được những vị trong thần bên cạnh hoàng thượng cũng không dám đắc tội dễ dàng cho nên xuân phong rằng rỡ vô cùng khiêm tốn hoàng hậu vừa mới cùng công chúa vĩnh thuần công chúa tương nhi nói chuyện trong điện công chúa vĩnh thuần bản tính hoạt bát hiếu động trước đây có tỷ tỷ trầm tính áp chế nàng còn không dám cứ lên chuyện quá đáng bây giờ lại có thêm chu tương nhi hai người rảnh rỗi nhàm chán suốt ngày ở trong cung gây rối đi thăm hỏi bạn về hoàng hậu quý phi thái hậu các công chúa thập vương phủ bình thường nhàn rỗi đều chuyển đến phủ của mỗi người hai vị tiểu cô nương này tuổi tác còn nhỏ không xảo trá lớn lên lại được người khác ưa thích trên dưới hoàng cung không ai gây rắc rối với họ tới đâu cũng được chào đón hoàng hậu một mình ở trong cung khôn ninh địa vị cao quý nhưng giống như một pho tượng phật ở phía trên vậy muốn nói vài qua câu vui đùa tâm sự cũng đều không tìm được ai cho nên lại càng hoan nghênh họ tới ba người bây giờ nghiêm nhiên là bạn bè chi giao hai người vừa mới nói muốn xem tuyển phò mã hoàng hậu liền nhận lời để cho họ tới tỉnh dương cát đứng phía sau bức bình phong xem lén hoàng hậu gọi người mang trà lên cùng hai vị đại nhân thưởng trà nói chuyện phiếm rất tận tình không lâu sau thái hậu và ngự liễn của hoàng thượng cũng tới mã vĩnh thành đã lấy cánh tay của hoàng thái hậu cung kính mời hai người bước vào dương lăng và trương hạc linh vội vàng đứng lên kiến giá thái hậu hỏi vài câu về tình hình lân tuyển liền tới tỉnh dương cát Tình dương các có 3 phòng, phòng giữa có vách ngăn, bức bình phong tách ra. Phía trước bức bình phong hoa mai hiến thụy có ba chiếc ghế lớn. Hoàng thế hậu ngồi ở chính giữa, hoàng thượng và hoàng hậu lần lượt ngồi ở hai bên trái phải. Sau đó các cung nữ đặt giấy và bút mực đen ở bên cạnh ba người và viết ba cái tên lên giấy đỏ. Xem ra ba vị này cũng đang đánh giá. Ba tuyển hôn sứ lần lượt ngồi xuống, mà Vĩnh Thành lên đứng bên cạnh hoàng hậu lớn tiếng mà nói. Tuyên ba vị ứng tuyển tấn kiến. Trong căn phòng khác cách bức bình phong đối diện một phòng ba chàng thiếu niên đang ăn mặc áo trường bào màu xanh nhạt mái tóc đen nhẫy đều lấy khăn vải buộc lên từ phía sau bức bình phong lũ đưa nhau đi vào họ đi tới chính điện bức bình phong cũng không dám ngẩng đầu lên lập tức quỳ xuống mà nói thảo dân bái kiến hoàng thượng thái hậu hoàng hậu ngẩng đầu lên hoàng thái hậu biết trong ba người này sẽ có một người là cháu rể mình vẻ mặt cũng vui vẻ ôn hòa giơ tay lên ba chàng thiếu niên phụng ý chỉ mái một mái lúc này mới thận trọng đứng lên đứng ở đó nhìn không chớp mắt Chớ xem sơ tuyển như một vở kịch thôi hài Tên an mày Lưu Manh cũng có thể tới góp vui Nhưng qua 8 lần sàng lọc Từ gần vạn người ứng tuyển Tới cuối cùng còn lại ba người May mắn là ai Mặt mày cũng đều thanh tú Thân hình thon dài Dung nhan không tầm thường Trương Thái Hậu nhìn lướt qua một lượt Khép tay áo lại Trên môi nở nụ cười mãn ý Khẽ bút cầm mà nói Ba vị canh gia quả nhiên là vất vả rồi Ba chàng thiếu niên này xem ra đều rất ứng nghĩ Dương Lăng, Trương Hạc Linh tất chân liền chắp tay tạ ơn, hoàng đế chính đức cũng khó mà nghiêm nghị được. Y nhìn chàng thanh niên cao nhất ở bên trái, tuấn tú, môi đỏ răng trắng, cảm thấy người này kết hợp với em gái mình rất tốt, liền chỉ tay hỏi: "Người bên trái tên là gì vậy?" Ba người Dương Lăng đối với lễ lịch của người đứng tuyển cuối cùng này như thuộc lòng vậy, địa vị của Dương Lăng cao nhất lại là quan chủ tuyển, hắn chắp tay lại đang định nói, phía sau tất chân đã bước lên, tiến thẳng lên phía trước mặt hoàng thượng, cười nịnh mà nói: "Hoàng thượng, Người này tên là Trần Huy, 16 tuổi. Năm ngoái vừa đỗ tú tài, văn tài nhân phẩm, tướng mạo đều rất tốt. Chính Đức gật đầu, khẽ ư một tiếng, cầm chiếc bút vân rồng ở trên bàn trà lên, đang muốn đánh dấu vào tên người này, Tất Trần đã nói tiếp. Nói tới ra thế, Trần Huy hơi kém một chút, nhưng anh hùng không sợ rất thân hèn, chỉ vì các phương diện của hắn ta đều khá xuất sắc, cho nên mới được liệt vào danh sách thôi. Hoàng đế Chính Đức khơi giật mình, liền hỏi: "Ra thế sao? Ra thế gì?" tất chân liền cúi đầu không lưng về phía thái hậu hoàng thượng và hoàng hậu nói phụ thân của trần huy là ông chủ bán dầu hoa quả ở cổng thành nam tên là trần tam nguyên mẫu thân của hắn ta thì từ sau khi chồng qua đời đã cải ra lấy trần tam nguyên hai người sinh được một người con trai này trần huy cũng không chịu thua kém từ nhỏ đã cố gắng học hành năm ngoái đã đố đạt công danh chính đức mỉm cười ung dung nói chậm có quan tâm gì đâu chuyện này tính toán gì chứ Hoàng muội gả cho cũng không phải là ra thế mà. Không ngờ Trưng Thái hậu vốn đang nhìn Trần Huy liên tục gật đầu, vừa nghe nói thế, sắc mặt liền không vui, lông mày kẻ đen nhíu lại, nghiêng sang Hoàng thượng nói nhỏ: Hoàng thượng, Vĩnh Phúc cả đi, chính là người của Trần gia hắn ta, phải bái cha mẹ chồng, phụ thân của Trần Huy là một tiểu thương cũng được, nhưng mẫu thân của hắn là ta là quả phụ, người phụ nữ tái giá, có thất phụ đức. Công chúa bán một người phụ nữ không thủ tiết làm mẹ Há chẳng phải là lợi người ta nhạ bán hay sao Chính Đức không cho là đúng Nhưng cũng may còn có hai người để chọn Liền bất đắc dĩ xếp bút lông xuống Tiếp tục đánh giá hai người còn lại Lát sau y thấp giọng nói Mẫu hấu, người thấy người ở giữa thế nào Bất luận ra cảnh thế nào Được chọn vào cung kiến thánh giá Chẳng sợ tăng ra bại sản Cũng phải mua một bộ quần áo đẹp cho con trai mặc lấy thể diện Chàng thiếu niên ở giữa này lại mặc quần áo bình dị Một diện mạo trung hậu chính đức lỗ mãng cản quấy chọn hôn phu cho muội muội lại hy vọng người ta phải thực thà nhân hậu Thế người này cũng cảm thấy được liền lên tiếng hỏi hoàng hậu ở bên phải khẽ cười nói hoàng thượng thượng võ chọn đúng cũng được chàng thanh niên cao to vạm vỡ diện mạo của người này hơi đen dáng người chắc nịch giống như một võ sĩ chính là không biết ra thế tài học thế nào đúng như vậy ảm dạ đã có chút vã mồ hôi rồi cổ họng cũng bắt đầu ngứa rồi y không dám ho trước mặt đế vương nhưng chuyện này không phải muốn nhịn là nhịn được ảm dạ không khỏi nắm tay che môi ho nhẹ hai tiếng tiếng ho này vừa phát ra ánh mắt chính đức liền nhìn về hướng đó y liền nói người này quả là mi thanh mục tú chứ là thân người hơi móng mà vĩnh thành thấy ảm dạ ho khan liền nói cho người tuyển lui xuống ảm dạ như được ân xá liền không người lui nhanh ra phía sau bức bình phong hai người còn lại cũng đi theo sau trương thế hậu không vui nhìn mã vĩnh thành nói ai ra còn chưa đánh giá xong sao lại cho người ta lui xuống rồi Mã Vĩnh Thành liền cười Hoàng Thái Hậu Hình thức của ba người tuyển chọn Người đều đã nhìn thấy cả rồi Hoàng gia tuyển phỏ mã Đó là đại sự trọng đái Nô tỷ lo là Hoàng Thượng Và Hoàng Hậu Nương Nương ở xa Tiếng nói lớn Bị người ta nghe thấy thì không hay lắm đâu Tất chân cũng lên tiếng Trương Thái Hậu hừ một tiếng không nói Quay sang nói với chính đức Hoàng Thượng Ba đứa trẻ này hình thức đều được Nếu nói về tướng máu Người họ trần đó tư dung là xuất sắc nhất Tiếc là gia thế không tốt Hoàng gia chúng ta không quan tâm gì tới bẩn phú quý tiến nhưng gia thế thanh bạch lại không thể xem thường được. Theo ai già thấy, có thể chọn một người từ trong hai người còn lại. Chính Đức cật đầu hỏi. Chính Đức cật đầu. Tất chân, vừa rồi người đứng ở giữa đó, dáng người cứng rắn, chăm chắc là người như thế nào? Tất chân liền nói. Thưa Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương. Người này tên là Tôn Thế Bác, phụ thân vốn là một tham tướng. Sau khi bị tàn tật, rút khỏi quân ngũ ở lại kinh thành. Người này vừa học văn cũng vừa học võ. Y cười gian hai tiếng, lại nói thêm một câu chỉ là tuổi hắn ta còn nhỏ quá kỹ thuật tập luyện lại nhiều võ nghệ vẫn chưa được tinh thông văn tài cũng chưa giành được công danh hiện giờ vẫn là một kẻ áo vải trương thế hậu nghe xong cái gì mà vừa văn vừa võ đây không phải là cái gì cũng hiểu cái gì cũng không thỏa mãn hay sao bà ta đối với ngoại hình bên ngoài của tôn thế bác không hài lòng cho lắm cho nên vừa nghe nói lại càng không thích chính đức ngẫm nghĩ một hồi trong lòng hắn đắc ý nhất vẫn là người đầu tiên người thứ hai này và người thứ ba một văn một võ hình thể tướng mạo không phải là một kiểu, muốn so sánh cũng không được. Hắn ta nhất thời không có chủ ý gì, hắn ta lên tiếng hỏi. Vậy người thứ ba thì sao? Cái người thiếu niên ho nhẹ đó có vẻ ướt thế nào ấy? Hình như là xương cốt không được tốt cho lắm thì phải. Tất chân liền cười nói. Người đó tên là Ảm Giá, là con trai của tiểu quan trưởng khố Tây thập Khố, Ảm Đông Thần. Năm nay mới 16 tuổi, đã có công danh cử nhân rồi, Thừa văn để xuất chúng, có thể nói là tài tử. Mấy ngày gần đây kinh sư trở hành vật khô, có rất nhiều người bị cảm cúm người này là một thư sinh cơ thể không khỏe mạnh phong hàn đã mấy ngày rồi cho nên nô tỳ và quốc công quốc cữu đã bàn bạc với nhau một hồi liệt hắn ta vào danh sách cứng tuyến chính đức thầm suy nghĩ một hồi nhất thời không quyết định được luận về gia thế tôn thế bác là con của võ tướng tứ phẩm tiếc là bản thân là một người áo vải còn ảm dạ thanh niên tuổi trẻ đã đỗ cử nhân ngoài mặc dù phụ thân là con nhỏ cũng xem như là tử đệ quan thần chỉ là cơ thể cũng quá mỏng manh, một trận gió có thể thổi bay được y. Bình thường chính Đức rất thích, với tính cách khổ báo thì quả là chứng mắt. Do dự hồi lâu, y mới quay sang hỏi Trương Thế Hậu. Mẫu hậu, người thấy người nào thích hợp đấy? Trương Thế Hậu suy nghĩ một hồi rồi nói. Tính cách của Vĩnh Phúc điểm tĩnh trầm ổn lại thông thạo thơ tử văn chương Theo ai ra thấy, vẫn là phù hợp với người cử nhân đó. Đứa trẻ đó mì thanh mắt tú, lại là đỗ cử nhân, văn tài cũng tốt nói tới xương cốt làm phó mã lại không phải là muốn đi đi làm việc nặng nhọc gì cả những người đọc sách đó có mấy người xương cốt tốt đâu đó không phải là đang bị phong hàn nếu không khí sắc cũng không kém như vậy chính đức lắc đầu nói người muội tính tình thích kiên tĩnh nhưng muội ấy không thích thư sinh yếu đuối người muội thích là thiếu niên vừa văn vừa võ thông văn mà lại không thua trung hoa tinh võ mà lại không thua lỗ thẳng thắn phóng khoáng hiểu lòng người Y nói tới đây bỗng nhớ tới khi tới ôn tuyển cái châu Trước mặt Y mụ mụi đã khen Dương Lăng Không khỏi quay đầu lại lướt nhìn Dương Lăng một cái Chỉ thấy Uy Quốc Công mắt nhỏ mũi Mũi nhìn tâm giống như lão tăng nhập định Không hề nhúc nhích Chính Đức vốn muốn tìm sự ủng hộ của Dương Lăng Nhìn xuống thấy hắn dường như đang ngủ Chỉ quay đầu lại nói Thiếu niên tôn thi bác đó khó mà được 16 tuổi Chỉ thấy tính tình lại rất thành thục Hơn nữa vừa thông văn chương vừa thông võ nghệ chấm thấy rất thích hợp với Vĩnh Phúc kìa từ tận đáy lòng hoàng hậu cũng đã chọn ảm dạ thiếu niên tuấn tú phong lưu ai mà không thích đây mặc dù nói sắc mặt xanh sao yếu ớt nhưng đó không phải là bị phong hàn thôi sao nhìn thế nào cũng đáng yêu hơn so với người cường tráng đen xì kia tính của nàng lại nhu thuận nên vẫn thích ảm dạ hơn trượng phu thì chọn tôn thế bác trong lòng có chút cân nhắc nàng quyết định từ bỏ ý kiến của mình gia nhập vào chuyến hào của lang quân hoàng hậu nói thái hậu bổn cung cũng thấy tôn thế bác là thích hợp hơn dù sao làm phò mã thì lại không cần hắn đi thi trạng nguyên tài văn cũng được rồi Vĩnh Phúc không những tinh thông thơ từ, thư hóa, cưỡi ngựa bắn tên, đá cầu chèo thuyền, những cái đó đều rất thích. người đàn ông quá tĩnh, em là cô ấy không thích đâu. Trương Thái hậu vừa nghe xong cũng do dự, lại nhớ lại tôn thế bác, tài văn chương không xuất sắc bằng ảm dạ, cũng không kìm được quan sát tướng mạo gã thêm hai lần nữa. Nói chung cũng không tồi. Ngoài ra luận về gia thế lại còn tốt hơn ảm dạ. Trong đầu của bà suy nghĩ một hồi, khẽ gật đầu đáp. Bà chỉ cần gật đầu một cái là cũng không có phong ba sóng gió sau nữa. Nói không chừng sang năm còn có thể có bế cháu ngoại Không ngờ công chúa Vĩnh Thuần Đứng phía sau thấy xuất ruột liền nó nhỏ qua khe hở của bức bình phong Mẫu hậu, mẫu hậu Không thể gả cho tôn thế bác được Mã Vĩnh Thành thấy thế hậu Sắp gật đầu cũng có chút nóng vội Y liền lướt mắt sang tất chân Tất chân kéo ho lên một tiếng Bước lên phía trước đang muốn đưa lời giảm pha Ví dụ như tôn thế bác lúc 7 tuổi Khi sinh nhật cha mình đã dùng đũa chấm rượu Để cho hắn ta uống có thể nói người này là ham rượu khi 11 tuổi đánh nhau với trẻ con nhà hàng xóm đánh vỡ đầu người ta có thể nói là tính tình dữ dằn. Nhưng y vừa mới há mồm ra liền nghe thấy sau tấm bình phong có người nói chuyện liền ngậm miệng lại. Tất chân không dám nhìn thẳng ra phía sau chỉ dùng đuôi mắt để lướt trộm ra phía sau bức bình phong. Vị trí của Vĩnh Thuần đang đứng chính là sau lưng của Trương Thái Hậu. Trương Thái Hậu nghe được tiếng của cháu gái liền nhíu mày. Đứa bé này chạy tới làm gì đúng là không phép tắc gì cả hả bà ta bất động dựa ra phía sau nhưng tai nghe vĩnh thần nói mẫu hậu tỷ tỷ thích người họ ảm đó cầu xin mẫu hậu thanh toàn cho trong ba người vĩnh thuần chọn chính là ảm dạ dù nói trần huy thân hình cao lớn nhưng hắn ta mặt chữ điền khác với dương lăng dương lăng cũng là người mặt kiếm mắt lang vô cùng anh tuấn nhưng khuôn mặt cũng là mặt trái xoan nếu mặc hồng trang tôi thêm chút son phấn còn có thể đóng làm một đại cô nương xinh đẹp trần huy mặt chữ điền đó thì không được hơn nữa người này bởi vì mẹ đẻ là người phụ nữ tái giá đã bị mẫu hậu phủ quyết rồi nàng cũng không để tâm tới nữa tôn thế bác là hình tượng võ phu nàng cũng thấy trước mắt nói ra chỉ có ảm dạ dù nói ngũ quan không giống dương lăng lắm thế nhưng thần thái khí chất có chút tương đồng cũng là vẻ mặt trái xoan thân hình cũng tương tự như dương lăng lúc vào kinh thư sinh khí chất rất phù hợp nàng thấy tỷ tỷ thích người đàn ông giống với dương lăng như vậy lấy nghề võ phu này thì không vui trong số ba người chỉ có ảm dạ có vài phần giống với dương lăng nói chung cũng chỉ có người này mới khiến cho tỷ tỷ vui để tỷ tỷ hồi tâm chuyển ý không còn có những ý nghĩ hoang đường nữa muốn làm những chuyện khiến mình thân bại danh liệt vĩnh thuần nhờ vào tuổi tác của nàng còn nhỏ được sự sủng ái của mẫu hậu càng mạnh dạn mà trả lời trương thái hậu vừa nghe xong còn đang tưởng vĩnh phúc ở phía sau ra hiệu cho em gái truyền lời của mình không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười đường đường công chúa thiếu kiên nhẫn không ngờ lại tự ý chạy ra tới nơi chọn phò mã bây giờ lại còn chuyển lời há chẳng phải là khiến người ta chưa cười hay sao bà ho nhẹ một tiếng rồi nói biết con không bằng mẹ tính tình của vĩnh phúc ai ra còn không hiểu hay sao theo ai ra thấy chính làm dạ có thể phù hợp tâm ý với vĩnh phúc hai người còn lại cũng rất tốt thế nhưng kém hơn một chút ừ, chính là hắn ta phiếu bầu có ba tấm nhưng chơi dân chủ tới cùng trường thế hậu sử dụng một phiếu quyền phủ quyết ảm dạ này ngoài đang bị phong hàn ra xem ra bệnh tình cũng không có gì đáng lo dù sao cũng đã bỏ qua bệnh tật sang một bên rồi hoàng thượng và hoàng hậu cũng không nói gì tuyển chọn phò mã dưới sự thao tác của công chúa vĩnh thuần và Thái hậu đã chính thức được ra đời. Tất chân, mẫu hộ đã chọn dạ làm phò mã của công chúa Vĩnh Phúc, dặn ti lễ giám dùng ấn truyền trí, đưa ảm dạ hồi phú, cả nhà trên dưới thiết thương án hầu trí. Nghe thấy chính đức hạ chỉ, dương lăng như lão tăng nhập định, lông mày bỗng không khống chế được liền nhảy lên hai cái. Trong lòng bỗng thấy căng thẳng, lại giãn ra, vai bông thõng, tâm thần lại bỗng thấy mờ mịt, giống như bị một làn gió cát từ ngoài biển cuốn vào trên dưới đều là một cảnh mênh mông, không phân rõ đầu đâu là trời, đâu là đất nữa. Ba thiếu niên này thực sự đã phí không ít tâm tư của hắn, trước tiên tướng mạo đều không có gì trở ngại. Trần Huy tướng mạo đường đường lại là tú tài, Tôn Thế Bác thiên về vừa văn vừa võ, thích phóng khoáng, ảm dạ văn tài xuất chúng, cử nhân cao trung. Luận về điều kiện thì ai cũng đều tốt cả, nhưng nếu nói nhất định có thể được công chúa yêu thích, hắn lại cảm thấy dường như đều thiếu mất một chút gì đó. Nhìn vào ba người này, tưởng tượng bộ dạng của công chúa vĩnh phúc đứng bên cạnh họ dương lăng cảm thấy không có chút cảm giác phu sướng phụ tùy trong mơ hồ thế nhưng hắn cảm thấy ba người này không có ai có thể hợp với công chúa nhớ tới lời ủy thác của công chúa với hắn nhớ tới tiểu cô nương đáng yêu đấy chuyện này còn quan trọng hơn là một người nắm giữ hạnh phúc cuộc đời nếu chọn nhầm người thì sao đây nghĩ tới đây hắn thấy lòng nặng chịu lòng ngực bị đè nén không thở ra hơi giống như bên trong có một bàn tay bóp nghẹt lấy tim gan phổi của hắn khiến cho nó bị xoắn lại vậy nhưng điều khiến cho hắn đau lòng hắn không thể tìm ra được ba người đều có sở trường riêng đã là người nổi bật trong số hàng vạn người tham gia ứng tuyển phò mã lần này người dẫn tới cũng không có chuyện gì của hắn hiện giờ là nhà hoàng thượng chọn con rể hắn và hai người tuyển hôn sứ còn lại chỉ là làm nền mà thôi hắn cũng lời bình phẩm từ đầu đến chân lãng phí tâm thần mà đánh giá xem ba người đàn ông này ai thích hợp làm chồng của vĩnh phúc hoảng hốt trước mắt là đôi mắt u ám của công chúa vĩnh phúc khiến cho lòng hắn lo lắng bất an nếu không nhờ vả mình thì sao đây? Có lẽ không đến mức nàng là công chúa sao cũng không thể để bị phò mã ức kiếp được. Càng không có phò mã nào dám xảy ra chuyện có tình yêu khác sao lại không được đây? Hạnh phúc vui sướng và làm như thế nào mới thấy vui sướng? Thiên hạ bây giờ không có người phụ nữ nào có thể chọn chồng cho mình được. Dù mình chọn cũng nhất định phải ân ái thiên trường địa kiểu mãi mãi hay sao? Như tới hậu thế chính là mình chọn người yêu có bao nhiêu người sau mấy năm ngắn ngủi yến bay tán loạn chuyện tình cảm vốn không thể thập toàn thập mỹ được. Vĩnh Phúc, ta cố gắng hết sức rồi, tình yêu hoàn mỹ nhất của ông trời tác hợp, chỉ có trong thần thoại mới có thôi. Duyên sinh duyên diệt, duyên tự tái, tình thâm tình nông, không do con người. Vĩnh Phúc, ta đã tận lực rồi. Dương Lăng lần đầu tiên cảm giác bất lực, chuyện này há lại dựa vào quyền lực và tâm cơ mới có thể giải quyết viên mãn được hay sao? Nghe thấy Hoàng thượng hạ chỉ, sau một hồi hoang mang, trong lòng của hắn lại thoải mái. Trách nhiệm nặng nề này cuối cùng cũng đã được đặt xuống. Người đàn ông tốt chớ phụ lòng của người phụ nữ ảm dạ vinh phúc chúc phúc chúc phúc cho hai người tâm hồn dương lăng đang lơ lửng trên không bỗng thấy bị người ta kéo tay áo hắn bỗng ngẩng đầu lên thấy thọ linh hầu trương hạc linh đang đứng lên đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn hắn liền đứng dậy như con rối bé lại theo trương hạc linh à, chúc mừng thái hậu đã có được khẻ dễ hiền chúc mừng thái hậu hoàng thượng hành lễ như một chiếc máy chúc mừng lui xuống ra khỏi cung khuôn ninh dương lăng giống như uống rượu say trương hạc linh kỳ lạ mà hỏi À, quốc công gia hình như trong người không được khỏe thì phải Dương Lăng cười nói Ồ oh, hôm qua thẩm duyệt tài liệu của hơn 20 người Bận tới nửa đêm Có chút buồn ngủ rồi Trương Hạc Linh cười dài Ồ oh, chuyện đại sự cuối cùng đã hiếu, Quốc công sớm về nghỉ ngơi đi Qua sinh nhật của Đông Doanh Hầu Tới khi đó lại mở tiệc Mới mời quốc công tới giữ Bên này được xác định Vĩnh Thần và Chu Tương Nhi từ sau điện chuẩn đi Bay tới phủ công chúa Vĩnh Phúc đưa tin công chúa vĩnh phúc ngồi trước bàn trang điểm im lặng nghe vĩnh thuần và chu tương nhi phấn khởi thuật lại tình hình tuyển phò mã sau cùng cua chân mũi tay miêu tả hình dáng của phò mã được thế hậu chỉ định vẫn im lặng không nói câu nào hai cô nương thấy tình hình khác thường vẻ hưng phấn trên khuôn mặt dần biến mất hai cô nương ngơ ngác nhìn nhau cuối cùng chu tương nhi thẻ lưỡi ra kéo áo vĩnh thuần vĩnh phúc thì tí ta ta và vĩnh thuần ra ngoài trước đây vĩnh phúc im lặng gật đầu hai mắt u ám nhìn lên trời một mớ tóc mái trong tay chiếc lược ngọc khẽ chảy, mái tóc óng lên như sơ gương mềm mại suôn mượt nhưng trái tim của nàng lại giống như một hỗn độn không ngừng đập loạn lên từ nay về sau tiêu lang gặp ta như người qua đường ta gặp tiêu lang cũng không quen biết ta nên sắp xếp lại tâm tình là một người phụ nữ là một người vợ là một người vợ ngoan thủ tiết biết lễ ánh mắt đờ đẫn nhìn lên tấm kính dung nhan xinh đẹp không gì sánh được rực rỡ như đốm lửa đó cháy trong đêm ai bảo mình sinh ra trong nhà đế vương phu quân cuộc đời mình mãi mãi không thể là người trong giấc mơ của mình được cạch một tiếng chiếc lực ngọc gãy thành hai đoạn răng lược vỡ vụn sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay dòng máu chảy xuống theo bàn tay ngọc uốn lượn một vòng qua cổ tay chảy xuống đất từ nhỏ đã được yêu thương che chở ngàn vạn sùng ái đều tập trung vào công chúa là lần đầu tiên làm tổn thương cơ thể lòng bàn tay rất đau nhưng trái tim của nàng còn đau hơn tình yêu vốn mơ hồ mông lung khi biết cuộc đời đã được định bỗng trở nên rõ ràng hơn khắc sâu trong lòng mối tình này chỉ có thể trở thành hồi ức, chỉ là khi đó đã ngơ ngẩn thôi. Tất chân tâm tình rất tốt, nhẹ nhàng bước ra khỏi điện, nói với ba chàng thiếu niên đang chờ ở điện bên cạnh. Ý chỉ của hoàng thượng Trần Huy tôn thế bác thiếu niên anh tài rất được lòng chẫm được cử đi thái học chờ có thành tiệu đền đáp triều đình. Ảm gia, ngươi có thể hồi phú Ý chỉ của hoàng thượng sẽ tới sau. Thốt ra lời này đã cho họ biết hoàng thượng đã chọn thiếu niên lăng Ảm gia người ứng tuyển phò mã đã định hai vị còn lại các người qua năm cửa chạm lục tướng rằng có hơn nửa tháng cũng đủ vất vả rồi bây giờ có thể đi lĩnh thưởng người có thể sắp nhập vào vòng chung kết khả năng chịu đựng tâm lý cũng rất mạnh hai người tôn trần dù trong lòng nghĩ thế nào ngoài mặt vẫn mỉm cười chúc mừng ảm dạ lúc này mới cùng tiểu thế giám đi thế học báo danh ảm dạ vừa kinh hoàng vừa vui mừng sắc mặt nhợt nhạt cũng ngừng hồng thở gấp gã không kìm được nữa liền ho khan một chàng lúc này ảm dạ có lẽ là thí sinh xác định của phò mã ra rồi Tất chân cũng rất khách khí với hắn ta Lên bước lên trước cẩn thận mà dặn dò Ây da ảm công tử Ngày nên mời danh y tới Sớm chưa trị khỏi bệnh đi Hoàng thượng với ý, thái hậu gật đầu Sau ba ngày sẽ được thiết tiến vấn danh Sau đó hoàng thượng còn phải thiết tiến ngươi và lệnh tôn đại nhân dự tiệc Làm chiếu lạp cáp thôn thư Ngài chính là phò mã ra rồi Tới khi đó mà vẫn thầu hồn hến Liệu có ổn không đấy Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 154 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.